Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại chương trình của Basa Team TV. Và mình với cả hôm nay Phương San sẽ là người đồng hành cùng bọn mình đến Sony Show 2018. Bọn mình đang ở khu vực tầng hầm. Thì một lúc nữa là bọn mình sẽ vào khu trung tâm chính của sự kiện ngày hôm nay. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm đường lên phía trên đã. Phải cái hầm này. Đang ở tầng hầm này. Tối quá. Đấy, mình đang ở hầm rồi, mình để xe ở đằng kia. Và bây giờ hôm bọn mình sẽ chuẩn bị đi vào sự kiện chính của ngày hôm nay. Một trong những sự kiện mà được đáng chờ đợi nhất trong năm. Một năm ngoái mình đi rồi nhưng mà mất 4 video rồi, thế chả biết làm. Nên năm nay thì cố gắng thôi. Đó, kê sàng nhỉ? Đấy. Ok, biết rồi. Bởi vì đi lên, một lúc nữa mình sẽ ra xe vào trung tâm chính. Không phải rồi. Ok, và bọn mình đang đi khu vực ngoài sân này để vào khu sảnh chính của sự kiện Sony Show. Đường đi khá dài, lúc nãy vừa nhìn thấy cái biển Sony Show đâu đấy rồi. Đâu rồi nhỉ? What the hell? What the hell? Đâu rồi? Bây giờ mới phát hiện đây có cả đánh gôn giả lập. Xa vãi. Ở đâu nhỉ? Không nhầm lời đằng này. Từ, hình như đằng này này. Lúc ấy nhìn thấy cái biển xuôi sâu ở đằng này này. Vừa sẵn, đấy. Thấy không? Nghe tiếng nhá. Hai hôm đầu ở đấy là trên cộng đồng PlayStation Việt Nam là đã đăng lên, là đã bảo là có cái cosplay kiểu thằng ấy nó thích nó cố ta cu à ô ta cự. Ừ, nó thích cosplay và kiểu hay đi đấy, coi đi gặp nó đấy. Đúng rồi đây, thấy cái trắng trắng kia chưa. Đấy, chẳng chẳng nè, sự kiện là sôi sầu. Ok, được. Let's go. Không biết bao giờ mới có cái sự kiện Nintendo sâu nữa. Nintendo nó không, chưa được. Nó chưa được, không phải, nó chưa mở thị trường ra Việt Nam. Có mỗi Sony nó mở thị trường ra Việt Nam thì nó lâu rồi. Có mỗi thằng Xbox với cả thằng Microsoft với cả thằng Nintendo là còn dở hơi thôi. À cả bố Atari. Microsoft nhá. Lần cuối cùng nó mới mở rộng thị trường của nó Đông Nam Á là nó mới mở ra Singapore cả Thái dúi rồi. Đấy, Thái văn minh mình nhiều. Đừng đi ăn Thái văn minh mình nhiều, có Xbox ở Thái Lan rồi. Nó cũng có cả Nintendo ở Thái Lan nữa đấy. Thấy xôi đâu chưa? Anh em đã thấy. Chỉ cái này là. Thì thế thôi. To quảng, hơn. Quảng trường rộng thì ban đầu anh nghĩ nó to hơn mà. Ồ, neon jean. À không, đấy đéo phải neon jean, đấy căn quốc cự jean. Người Hàn Quốc. Hàn xẹo. Căn quốc cự ở nghĩa là Hàn Quốc, còn ni hông là Nhật. Bê tôn amu là Việt Nam, Việt Nam. Ok, bây giờ bọn mình đang ở xuôi sâu rồi, tìm cổng đường vào thôi đã. À, nói chưa anh, hôm nay nhiều em cosplay ở đây ấy. Cosplay thì anh biết rồi. Cosplay nhiều lắm ấy. Đây này, có cả đây, thấy không? Thấy ưu đãi sự kiện hôm nay chưa? Xem đi. PS4 Pro bản Spider-Man. Phản FIFA bundle với cả bản chắc Pro 1T. Dễ quá. Vãi cả bản Spider-Man này, 12 củ 6, gần 13 củ con mẹ thôi. Ở đây là cổng ra. Cổng vào cổng ra nhỉ? Hình như cổng vào kia đấy. Đúng không? Cổng vào cổng ra nhỉ? Đây, cổng ra. Phép 4 Spider-Man kìa, thấy không? Ok, thấy chỉ bên này, bảo vệ chỉ bên này, tao bên này. Thế mình đi bên này đúng rồi. Thành có chơi nữa. Chả biết được, nó đến chưa, mà nó đến thì nó mới để xe bên kia. Chứ mày tự nhiên nó được để đâu.
ngày mùng 5 tháng 10. Ôi tiếc thế. Tiếc thế. Hôm qua không được xem Asuka với Ayano Mashiro biểu diễn rồi, mùng 5 tháng 10. Đúng đúng tối 22 hôm trước nhá. Biết thế em đi mẹ được hôm mùng 5. Cày vậy thì. Vấn đề là hôm nay em đi làm. Không đi được. Em nói thật là chỉ thích thế thôi. Khách hàng chưa đăng ký online. À không, bên này dành cho chưa đăng ký online. Ở đây đăng ký online. Đã đăng ký online rồi. Có anh đăng ký online đúng không? Đăng ký online rồi thì ok. Bye. Wow. Chưa, năm nay nó còn khoảng bá DMC 5. Ở chợ này hay vậy. PlayStation nó có cái rất đen với cả ấy mà. Đây DMC 5 này. Thế mà DMC 5 nó giữ nguyên cái cốt lõi giá trị, nó không như cái bản Hung Thư Reboot. Bản Reboot 2013 là play thì hay đi mà tại phần nữa. Ờ, thực ra ấy, anh biết cái Nero thay đổi kiểu tóc mà lấy hình tượng của ai không? Của chính Dante từ cái bản Reboot 2013 ấy. Woo! Devil May Cry 5. Bây giờ ai là fan của Devil May Cry, ai là fan của Dante, ai là fan của Virgil, giơ tay lên! Wow, có vẻ cũng hơi ít nhỉ? Và sau đó con sẽ mở comment, chúng tôi mời lên một admin từ bên phía cộng đồng Devil May Cry Việt Nam. Xin mời anh Quang. Cộng đồng DMC. Và bây giờ anh Toàn sẽ chia sẻ cho chúng ta về tất cả những cái sự đam mê với thời điểm quay về series game Devil May Cry trong suốt 10 năm qua. Bắt đầu từ phiên bản 2001. Vâng, xin mời em đem thêm một chút tiên luôn và cũng để chia sẻ với chú niềm đam mê của em để nói giống chú đấy. Vâng, chào đấy, có gì đâu. Là Toàn, hôm nay mình 26 tuổi. Và mình đến từ mình đã chơi game Devil May Cry này từ phiên bản thứ 3 ra năm 2007. Đến hiện nay thì mình chơi 2007 là PC mà 6 năm. Còn bản đúng ra bản hay nhất là phải chơi trên PS2 và 2005. Ông chơi đâu mà ông chơi đâu kéo ấy. Trong mỗi một đầu tiên người mà chơi lâu năm thì em chơi là 2005. Háo hức khi mà cái phiên bản mới ra sắp ra mắt không ạ? Dạ vâng, rất háo hức ạ. Vì là theo như em biết là một những công ty gần đây thì game đã cho quay lại rất nhiều cơ chế cũ sau cái thất bại của phiên bản năm 2013 Reboot. Và hơn nữa là những cái Devin Ham, tức là vũ khí quỷ ấy, thì sẽ được trở lại qua phiên bản lần này. Đặc biệt là hôm qua vừa có trailer của cây côn băng Severus từ phần 3. Rất có thể sẽ là những cái vũ khí khác như là Neymar hoặc là Akin. Em thích cái đấy vãi. Cái đấy là đập bốn phát là đóng băng vệ cả quỷ. Một sự chia sẻ rất là chơi phần 3 đấy mà của bạn Toàn. Phía trước em chơi và em chơi cái Rebellion. Và tôi rất mong là trong Nam Ban sẽ phát triển mạng Nam Ban là cái đàn đấy. Nam Ban là cái đàn đấy. Nam Ban là cái đàn đấy. Chậm chạy nó rồi. Xôi xong rồi chín. Nào, bây giờ là một trẻ lâu nữa nào. Thì ơi. Good up Chushima. Good up Chushima. Good up Chushima. Vâng ạ, cái chị là địa điểm ở Nhật Bản. Chushima. Xin mời mấy các bạn, đây là một trong những con game bom tấn rất hạng nặng. Sao có băng? Có khả năng phanh đảo thị trường với cư dân trong thời gian tới. Infamous đấy. Đồ họa siêu cấp. Phong cách chơi tuyệt vời. Good up Chushima. Có lúc bạn từ những game play đầu tiên. Thực ra nếu mà làm bằng nếu mà của hãng Acquire sản xuất ấy thì nó sẽ The Last Samurai. The Last Samurai. Chuẩn luôn. Nếu mà Acquire mà nó làm thì nó hay hơn là bọn Acquire là chuyên Nhật mà. Cái chính cái hãng game Nhật nó làm đúng cái hồn, nó giống hồn hơn, đúng hồn hơn. Đúng rồi, nó làm đúng hồn. Vâng, qua theo phong cách rất Nhật Bản, Nhật Bản thời xưa đấy. Thời của những Samurai. Đây là thời Mông Cổ chiếm Nhật Bản đấy.
thế kỷ 13 đúng không ạ? Thời đấy còn đang mặc phủ Nakamura. Cái thời mặc phủ Nakamura. Ôi ơi, cho thủ lên mày mặc theo kia. Nói thẳng ra ấy, là cái thời đấy bọn Mông Cổ nó chỉ chiếm được mỗi cái đảo Truy Ma thôi, nó không chiếm được cái đảo nào khác. Còn nếu bạn nào có một nơi sở hữu thêm văn hóa Nhật Bản thì chắc chắn là sẽ thích cái game này trong đủ Hàn Quốc hơn. Cái game này tôi nói máu lửa. Cái game Hàn Quốc thì dùng người Mỹ châu Á. Ơ nhưng mà cái mặt nạ thì trông nó cũng có hồn thật. Cái trang phục này nó cũng hồn thật. Ra sẽ mua. Và chỉ thế mà. Good up to see mà. Và bây giờ tôi sẽ mời một bạn biết về tựa game này. Hôm nay thôi mình chỉ chiếu như vậy thôi và sẽ chỉ mời bạn biết về tựa game này. Cái biết về này thì chúng tôi chưa bật game đây rồi. Mình sẽ gọi một bạn biết về tựa game này để chia sẻ. Nào, xung phong nào. Cách này nó giống hơi giống lên đây được đấy. Chưa ai biết về tựa game đâu không ạ? Nào, có ai biết về tựa game Ghost of Tsushima đi không? Bản đầu tiên nó ra đấy. Nào, mấy em đi. Đấy, ok, đúng em. Rồi, mấy em đây. Quay à? Quay à? Đâu em ạ? Bảo là nó ra mấy phiên bản rồi. Ờ chứ còn kiểu game này mới nó chưa ai biết. Cách chiến đấu nó giống For Honor. Nó cũng có né block dam với cả kiểu nó lấy bối cảnh lịch sử. Lấy bối cảnh lịch sử Nhật với cả nó kiểu như là nghe đâu thì thấy mở ấy. Anh mong mà nếu bản sau nó làm mà kiểu giống cả... kiểu nửa Assassin's Creed kiểu nửa giống For Honor. đánh đấm thì giống For Honor nhưng mà lại kiểu chơi kiểu steel kiểu đấy. Đúng như bạn vừa chia sẻ thì tựa game này là có phong cách chơi là ẩn lấp giống như Edo với Assassin's Creed. Sen quốc cũ thế thời Trung Quốc là Edo. Edo là sau cảnh của Nhật Bản. Edo là cuối thời Edo. Cái mặt nạ lộn phải tiếp là xem cái này. Thế là video này, cả hai vừa chọn game khác. Vâng ạ, bạn đã xem cái này, cái game này trên Lan Đê và kia chưa một trong những game này rất thú. 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 Chơi lời cuối cùng mà game gì ơi? Red Dead Redemption 2. Game này phải nào một chơi lời cuối cùng nào? Em chơi game này từ cái phiên bản PS2 rồi, Red Dead Redemption 2. Vâng, một tựa game của Rockstar. Rockstar đúng rồi, chuẩn đấy. Rockstar là của cái nào nhỉ? Của cái họ GTA. Vâng, GTA. GTA. Hay còn tấn còn một tên chuyển hóa là GTA đấy. Tao biết là phải biết. Thực ra ngày xưa nó có cái game nó cạnh tranh với Red Dead Redemption, Call of Juarez là của thằng Ubisoft. Bây giờ cạnh tranh với Red Dead Redemption. Spider-Man này. Mua trò đấy khi mình thích mà. Đúng rồi. Mình đang muốn mua mình chơi. Bây giờ chơi cho nó. Đúng trải nghiệm thể hiện anh hết bố ở nhà. em sắp có tiền mua PS4 mẹ rồi. Năm sau mua rồi. 5 triệu thôi. Không, 5 triệu đó Slim. Với 1-2-0 ấy. 1-2-0, 4 triệu và 3. Nói thật đi, Xbox One còn rẻ nữa. Ông trời. Hai giống phần 1 đấy ạ? Ừ, đúng rồi. Có khi là có những phần 1 Red Dead Redemption là... Red Dead Redemption phần 1 ấy là phần sau của Red Dead Revolt. Và Red Dead Redemption phần 2 là sau của Red Dead Redemption. Đấy mà nó lấy bối cảnh là trước cái chuyện của 2011. Tức là prequel. Mời là bạn nào biết về tựa game này xin mời lên đây. Mời em áo đen giơ tay đầu tiên ạ. Đúng em ạ, vâng mời em lên đây. Mình vừa mới nghe sự chia sẻ của các bạn ở dưới là đây là một series game của một trong những series game rất nổi tiếng của GTA, do vô phát triển của GTA hay còn gọi là GTA. Còn em có thể chia sẻ về tên của em cũng như là những cái kiểu biết của em về cái con game này. Xin chào tất cả mọi người, mình là Nam, mình đến từ Hà Nội. Về cái trailer của game này thì là mình cũng xin chia sẻ mọi người là
game Red Dead Redemption 2 nó sẽ được ra mắt vào ngày 26 tháng 10 tới đây. Thì là mình cũng rất là mong chờ cái tựa game này, tại vì là phần 1 là một cái phần game quá là hay và đã là game tự nhiên rồi. Và mình nghĩ là tất cả mọi người sẽ anh muốn nên chơi trò cái trò là cái game bắn súng anh chơi PC này mà anh mà muốn chơi game bắn súng hay ấy, muốn các con về xem đi xem mua cái game khách đào ấy, có cái diễn viên da đen của nó làm nó chuột phải không, nó giống như bây giờ mà kiểu như bây giờ nó chém mà chỉ đánh PC thôi, kéo ai chơi đấy là cái này của anh rồi, không nhớ đóng tay lên có rất nhiều tiền hai. Mình nghĩ cái chơi của những tình trạng đó là ví dụ bạn chơi game chẳng hạn, bạn giết một người nào đó thì có thể là những cái thành viên trong gia đình hoặc là băng đảng đó sẽ truy đuổi bạn cho đến hết game luôn. Thì đó là những cái tính năng mà mình thấy cảm thấy ấn tượng nhất. Vâng, đây là một cái tựa game thế giới mở các bạn ạ. Mà khi mà nó khác với GTA ở chỗ ấy là nếu bạn đánh người ta xong ấy, bạn có lót lại thêm cái bản reset lại game thì nó cũng hết luôn, người ta chẳng nhớ bạn ai nữa. Thế nhưng mà trong tựa game này cũng sẽ cải tiến rất là mạnh. Đấy là nếu bạn chẳng may bạn lỡ gây hấn, gây thù với một gia đình nào đấy thì cả cái gia đình đấy nó sẽ truy sát bạn từ đầu đến cuối game luôn. Tức là chúng ta thấy là cái công nghệ hiện nay càng ngày càng nâng cao, nó chắc chắn là nó càng ngày càng 2B 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 sau khi ra mắt thì 2 tháng 10 2B này các bạn rất tuyệt vời. Còn cảm ơn rất nhiều, một phần quà của Sony xin dành cho em. Thực ra cái tính năng này nó có từ Skyrim. Skyrim mình như nó cũng có cái đấy. Skyrim mình như chú gọi trong thành phố của chú đánh. Vâng các bạn ơi, bây giờ thì để làm sống lại một chút ở khu vực sân khấu á, các bạn muốn chơi thử và nhận quà Rock Bowl đúng không ạ? Anh lên chơi thử. Ok, okay. Rất nhiều cái tay lên ạ. Vâng các bạn, bây giờ ngay bây giờ con sẽ mời một cộng sự của tôi, anh MC Hiếu Jerry sẽ cùng lên cùng quẩy của tôi tựa game Rock Bowl này. Xin mời anh Hiếu. Đấy, xin chào mọi người. Hello các bạn, và bây giờ là giờ chúng ta sẽ cùng với tựa game Dragon Ball Fighter, và bữa nay thì chúng ta sẽ có một phần đặc biệt là các bạn sẽ cùng song đấu với các bạn cosplay của chúng tôi. Rồi, bây giờ xin mời các bạn này chúng ta sẽ cùng ra mắt tất cả các bạn khán giả ở đây. Xin chào mời tất cả các bạn cosplay tự do. Mời sân khấu. Wow, chào các bạn ơi. Xem bạn sẽ nhìn những cái mũi của sân khấu. Đây, 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 đây. Lên đây, lên đây, lên đây, Mã Siêu. À, Mã Siêu, có cả Mã Siêu của ta cũng ơi. Rồi, có Spider-Man phiên bản trước nhà bác. Đó, các bạn ra. Rồi, nhận như thế. Ôi, nghe đâu, đã bỏ ra 2B. Thôi, Mã Siêu này, mình tốt ở đây rồi. Đây, 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 đây. Không, ở đây, Mã Siêu. Rồi, em nhớ. Rất xin Evil 2. Rồi, quên quen nhỉ? Giả bộ vỗ tay cá được không? Những anh em còn ở đây của tôi. Các bạn như là Diablo. Hiện nay chúng tôi có siêu năng lực, chúng tôi có giáo, chúng tôi có rìu. Các bạn hãy nhìn cái cây này đi. Các bộ lên, bộ lên. Rồi. Nhìn cây này là đưa vô cổ là lấy được cổ luôn đó. Nào, nào. Mời một người chơi lên đây, các bạn sẽ có từ từ. Chưa giải thích xong, mình sẽ chưa trình, chưa giải thích. Các bạn sẽ chọn đại khái một người các bạn đấu cùng. Nói chung là ai đi chọn con bát này. Không nội thì cái gì đâu em. Em thích con bát này game. Em cũng play Chun-Li rồi. Nếu các bạn chọn nhân vật thì các bạn sẽ là cá như là một cái độ. Ví dụ như bạn chọn cái gái này. Nhưng mà trông như Alamander. Thì sẽ có một cái phần giao kèo cho các bạn. Ok ha. Và các bạn nhìn dân phòng đấy. Nếu các bạn thua, các bạn sẽ bị phạt. Còn nếu các bạn thắng thì các bạn hãy lên đi như bạn các bạn. Đồng ý không? Đồng ý không? Rồi, rồi. Bây giờ người đầu tiên, tôi sẽ đưa một người lên làm chủ bạc trước. Rồi, bạn muốn nhảy luôn đúng không? Bạn lên đi. Rồi, có người một người trước. Rồi, chào bạn. Bạn muốn thắng ra bạn, chào đi. Vào thử quan nhá. Ok, bây giờ mình sẽ vào thử. Này. Có góc quà ấy. Một rau giúp nha. Và nếu như nhân vật này thắng thì chúng ta sẽ thử người. Các chú ảnh ở đây bảo. Mọi người, tôi phải nghỉ giữ mình cái này.
2B. Có em nào đấy chẳng biết từ game nào. Chun Li cũng chẳng đi đâu. Các bạn, em nhớ đây nó là từ bắt đầu. Giờ bạn chúng ta với Sơn. Và có tính chất là Sơn sẽ chiến thắng thôi. Bởi vì anh đã chụp không? Chụp với 2B không? Anh mày lắm. Không thể nào mà anh thua được. Anh hiểu từng đường cm trên bộ đầu này. Ok. Và những anh em còn lại hiểu rồi không? Thua thôi nha. Thua được phạt nha. Rồi. Bắt đầu. Còn xem là cuộc đua ngay trong trận đấu đầu tiên. Giống như câu chuyện vậy. Sao đã làm thế? Và đây cũng là trận đấu mà của Sơn phá hết một cái núi để lập ra. Liên tục những đòn đánh từ Sơn áp sát cuộc đua vào bên trong. Cả hai đang vô máu ra bên giữa. Các bạn nhân bạn của chúng ta là một người biết chơi và tung tiền chiêu. Đỡ được, nhảy được. Ê, ôi, chính xác rồi. Đúng rồi. Đúng như trong chuyện vậy. Cuối cùng thế là sau linh của C là tung trưởng KB. Đây ông là người của bạn tôi biết là ông khổ đó hơn bây giờ. Và bây giờ là cuối cùng còn một chút xíu nữa thôi. Đổi người rồi, đổi bên trên rồi. Và bây giờ là Jones và cuối cùng. Nào. Rồi, knock out. Như vậy là sẽ bị đã bị loại một người. Ủa sao biết chơi kìa, sao phải bóc đá không vậy? Sao mình hay bóc rồi các bạn ơi. Đây là kiểu chơi bay tay cầm mà lần đầu tiên tôi thấy đó. Đây là trận đấu của hai bố con. Đây là các thời trẻ đấu với cả chân. Đây là hình ảnh của Vita khi xuống chiếm dưới đất đúng không? Chắc một cosplay của Nhắc vào núi và đeo rất là mọi người. Samurai Gorilla ấy. Xe ông chỉ đánh được Sen thôi, không đánh được con khác đâu. Bản nhật đó là gì nhỉ? Sengoku Mosou. Sengoku Mosou. Mỗi tay thơ, bấm từ từ, thơ ba. Đó đúng rồi, chính xác. Đấy rồi, đây còn là những cosplay xuất hiện. Như vậy là Gohan đã vô xuất hiện. Đang ép góc thì sắp chết rồi đó, coi chừng ơi. Và ra mày là xe lên cái chỉ có một người thôi. Đấy, anh. Phải đầu cho Android TV hả? Đó đấy. Đấy, vẫn chắc thôi. Mỗi thứ trải nghiệm một tí. Còn cái lòng đánh rất là cái bạn đối thủ của bạn khán giả này có vẻ là rất biết chơi đấy. Đấy, anh còn chắc thua rồi đó. Rồi, như vậy là đã 50% máu của người ta đã vừa mất đi. Và không còn người thay thế nữa, nên là quay cũng biết đen. Không ổn rồi, rồi xong rồi. 30% máu thì làm gì đây? Bây giờ Vegeta cũng cả hai cùng trả lời mà. Ê, sao rồi, ơi, thôi. Ôi dồi ôi, cao tơ hay. Các bạn là xem hôm lại dễ đủ bằng thức nhắm đánh bạc. Xin chúc mừng các bạn khán giả. Xin ra đây, sớm hôm ở đây để làm cho những người đen tôi. Người ta tưởng đánh bại người ta xung quanh dây ăn. Đúng với ta phải là người nhất. Cái gái, cái này ngon. Vâng ạ, đúng trong chuyện thì Sen không thắng nổi ở trên chiến kia. Toàn là game thủ. Các bạn đã công đánh rất chính xác. Đúng một chuyện. Lên ghế ngồi lên, đây. Nào, bây giờ tôi xin mời một bạn nữ đó. Bạn nữ nào lên sân khấu đấu bạn nữ này nào. Đấy, bây giờ mời một bạn nữ nào. Nào, bạn nữ nào nhỉ? Nào, ai muốn bạn nữ nào muốn lên đấu bạn nữ này cho mình kèo nào. Bạn nữ cơ, không cần bạn nữ. Kiều nữ mà giờ ai kia vậy? Rồi, cho bạn nữ xanh nè. Rồi, ok lên đây. Biết chơi không? Rồi, anh em nào ủng hộ bạn nữ này hãy vỗ tay đi đâu. À, đây. À, Ensura đã đến. Hôm nay bận gì? Sơn ơi, Sơn. Không có thời gian đến đây. Nào, thấy nó này nào. Năm nay toàn cosplay đỉnh. Bây giờ Quỳnh sẽ chơi trưởng của em là con này mà nó cosplay của ba công ty. Cosplay nhỉ, xinh đi. Ba xuống là 1-2 nhá, 1-2. Xuống xuống. Đang đã trải nghiệm cái Android TV à. Có cả Spider-Man, có vua, cứ thử đi một vòng đến bên kia. Và bây giờ, để cho thêm phần hấp dẫn, bạn được quyền chọn 5 người lên đây. Ai cũng muốn cho bạn Quỳnh nào?
hay B của Nio Automata làm kiểu ảnh không? Xem gì đâu? Làm kiểu ảnh không? Đừng làm kiểu ảnh thì sự là mình cứ đi dạo một vòng thôi. Đông mà. Không. Đông là 2 ngày trước đông rồi, có mời cả ca sĩ Nhật đến cho anh em mình đéo đi, đéo được xem. Năm nay là kết thúc bế mạc của mẹ rồi. 2 ngày trước tối 2 ngày trước có ca sĩ Nhật đến tham. Em đi. Nào vào đây. Em. Các anh em mình phải đi cái đợt đầu tiên đấy. Phải à. Tìm kiểu này đi đông quá. Còn kéo biết được lên mình nào cơ. Ra phải đi hôm hôm. Anh nhớ thầy vui nào. Ai rất đen à? Có của bay nhỏ hết lắm. Yeah, nhầm lúc quá kìa. Mời nhé, thầy sẽ có vũ đi. Rồi chọn tướng này, chọn này, chọn đi. Anh chưa? Làm gì làm, bắn giữa là được rồi. Các bạn cũng đang hay ngồi xuống. Không. Không phải là được sao, cái đứa này. Bấm nút dưới nó về mẹ nó hôm menu. Trừ cái tay cầm gì gì của Hori. Rồi, nó bắt đầu. Đừng mua nha. Bạn nữa, bạn quên đúng nhỉ? Bạn đã chọn ăn Android 18, bạn ăn Android 21 và một cú lách. Ồ, cái Android 21. Android 18 là đầu tiên chúng tôi thay đổi. Con Android không thay đồ. Đấy, anh vào đi. Ôi, anh đéo mang gì vậy? Vào đi. Hai chân là chút tuổi, cởi áo là phải có mũi. Lớn lao như thế. Toàn là những TV phải gọi là what the fuck. Ở đây thử review lại nào. Wow.
Này phê phê lòi bố mắt rồi. Nhớ lại nhớ cái nào làm em nhớ cái mê cung gương mà ngày trước ở trong cái ở trong cái công viên Thủ Lệ là gì đấy? Hỏi thông ở đâu? Không biết. Đâu nó thông ra đây mà. Cổng ra đây mà. Cổng ra mà. Cổng ra. Kỳ diệu thật. Kỳ diệu thật đấy. À, lúc nãy cái em mà ngồi trên kia đấu thách đấu kìa. Anh biết rồi, anh biết cái em đấy làm em nhớ đến ai không? Diễn viên kiêm ca sĩ Sơn Chỉ Chỉ Gan Nam Sĩ Một Cầu Hồ Sơ đấy. Xin lắm. Giống mà cũng giống nhìn nó nét nét dần dần. Thần tượng của em ấy. Nó làm nổ con mẹ vết 4 luôn đấy chứ không phải là chiếm máy đâu. Sao mà nó được quan trọng hơn game. Tiêu chuẩn chọn vợ của em. Nhưng mà nó thật là hốt con đấy về thì đúng rồi mẹ nó làm nổ hỏng mẹ vết 4 của em. Hình như nếu không được phải Xuân Thủy có một cái lò đào tạo chuyên nghiệp đối kháng hay sao mà kiểu hình như nó mời cả team đến tận những cái showy show ấy. Anh chả biết như này. Năm ngoái đi thấy có mà có một đứa coach Chun Li nó chơi chuyên nghiệp từ năm này. Đứng đây bỏ ra các em. Thôi không cẩn thận đây vì xiên đấy. Ra kiểu đó. Trải nghiệm phát đâu.
anh cười hết rồi. Khá đảo thôi thế. Cười hết mấy lần. Phải cuốn cái xích không phải chảy mất. Xích vào trong mất mà vì nó tay cầm cung dây như vậy thì cái thời có dây đâu. Nếu như đây là thời của PS2 thì đéo cướp được. Nhớ. Không phải xích chứ. Thế nó bảo đây đây có phải là thời của PS2 đâu mà có dây. Game gì. Ok. Nay chú mang hết video của đây này, anh ấy được. Rồi Xperia quay. Nhưng mà con này thấy 13 megapixel, 50 pin thông minh các kiểu. Em kia đánh pro quá. À đây cái điện thoại gì vậy? Nói thật chứ nhà ông Kiên có một tivi kiểu gần như này nhưng mà kia độ phân giải bé hơn một vài Kiên to thì cũng quá to như này thì chơi PS4 kiểu máy mấy phép nó không bị giảm của mình ở PS5 luôn ở PS5 thứ ra ấy cái chính ấy anh biết cái điểm mấu chốt của một máy console gì không, nó không phải là cấu hình máy, vấn đề lan nhau vừa là cái tivi mà 4K như này ấy thì kể cắm PS4 phép nhá, chơi Tam Quốc nó bị giảm khung hình, nhìn nó vẫn không bị giảm khung hình. Anh thấy game của anh thì PS4 phát của anh 4 phát giảm khung hình một tí thì chơi được chỉ vài thứ đoạn phần lớn mất rồi. Không, nhưng mà thực ra nếu mà TV 4K thì nó sẽ giảm khung hình, nó cũng chống bị giảm khung hình. Anh hiểu không? Hiển thị nó vẫn luôn luôn làm tươi màn hình, nhìn nó vẫn giống như là kiểu từ 40 đến 60 FPS khung hình, kiểu nó không bị kiểu giảm ấy. Thanh niên tháng sau, tháng 11 đấy. Thanh niên có ý đi phượt không? Quân công Ezura. Đi phượt ở đâu? 2 tháng đi phượt một lần, cố gắng 2 tháng đi phượt một lần. Đi phượt ở đâu? Nhớ phải đóng quỹ nhá, hôm nay là anh Phương anh đóng quỹ đấy. Quỹ đấy là chỉ được tiêu... Đi phượt ở đâu? Cứ trả lời đâu mẹ, cứ đi phượt ở đâu ba. Cứ đi núi Trầm đi. Hay quay núi Trầm, mình quay núi Trầm. Chưa làm video xóa rồi. Chưa tặng anh đấy. À, trước giờ đấy là nghi hợp mẹ, nếu là thằng nghi hợp thì với cả tại... Trong mắt của đấy đi. Nói là em vẫn kết cái em áo xanh đánh giải trên kia. Bùi bắt chiếc Zeroffer mang bút game đi chơi. Zeroffer mang bút game đi mà mang bút game cùng mình chơi. Rồi Eva 2018 đi ạ. Được rồi ạ. Lâu rồi. Xem cái bút game của ông ấy. Là bút game. Hay cả Eva mang cả bút game đi chơi. Rồi bây giờ chúng ta đã biết số phận của anh chàng trai rồi. Thôi đi
bây giờ bọn nó nhìn thế nào, được giống nhau. Ờ, là body mình thấy là anh cũng không thích cái việc vừa chơi game. Thực ra bọn gái chơi game hay nhưng mà chơi vừa thôi. Chơi quá làm cháy mẹ phép vốn của mình thì thôi lại căng. Có nhiều thứ quan trọng hơn. Nhưng mà cái Nhật nó cũng kiểu như thế này mà, nhưng mà đi ra nó khác. Ờ. Hay anh em mình đi kia đi. Hay anh em mình đi kia đi. Đi không? Được, được ra đây mà. Chưa ăn à? Chưa. Chưa, bây giờ đi ăn. Tưởng bỏ đi ăn rồi. Chưa. Anh ấy bảo là anh tưởng anh ấy ăn rồi. Tại vì anh ấy bảo là ăn xong thì muốn. Rồi bây giờ đi. Sáng mới làm cốc trà chanh. Chả làm cái quái. Ôi, đây là PS4 Spider-Man bản Limited Edition. Trông như kiểu cái Yakuza. Trông như Yakuza. Khoan, anh đã chiến cái Kazuma Killing. Bây giờ sắp có Project Z rồi. Project Z. Project Z là cái game mà cũng trong thế giới Yakuza, nhưng mà tất cả các nhân vật Yakuza sẽ không xuất hiện, mà thay vào đó là thành cảnh sát. Đó. Chúng ta sẽ đi ăn đi. Đi ăn vào đi. Ăn cái đó, ăn cơm bình dân thôi, không phải sao? Đi ăn cơm bụi. Ôi, có cơm hộp. Cái đấy có trong trong này khói ấy. Hình như ở đây không biết có còn, cái còn còn có bọn hô tô bọn ấy ăn cũng được rẻ. Dạ. Hình như ở ngoài mới có mấy em cosplay. Anh nghĩ là nếu nếu như mà làm có thể rơi Yakuza nên kể cho một nhân vật trong Yakuza xuất hiện. Ơ nhưng mà vào đây là CD ở bên kia mà, không bên kia. À, nhắc mình nhớ hôm qua ở trên fanpage có một em cosplayer. Em ấy hỏi cách đây một tuần trước về cái cách thức vào với cả các thứ. Chả biết là chú, cái em nào thích đấy. Anh ấy chú lên chơi cái bọn cosplay ấy. Rồi ơi, lại chị anh ấy khinh em đéo chơi bọn cosplay. Ngày trước em học cùng một thằng đấy, em chơi suốt. Nghĩa là em cũng biết cái bọn này cũng chơi cũng, nhưng mà không chơi nhiều thôi, vì bọn nó hay đi cốt nhiều với cả mình cũng không như thời gian mình xem nó. Đây này, nhìn cái thứ to dị, chữ Sony kia là biết rồi. Sony to đùng luôn. Này, không biết bao giờ mới có ngày hội Xbox Show của Microsoft Việt Nam tổ chức nhỉ? Có tiền. Có tiền mà. Này, không biết bao giờ có Xbox Show Việt Nam, có khi luôn ấy lại có PUBG. Vãi, có hôm nay đi xem phim. Mai. À, mai đi xem phim thì. Em phải đi dành mai. Ờ. Mấy anh Phương ơi, anh Phương. Theo anh nghĩ nếu mà có Xbox Show tại Việt Nam thì game gì đầu tiên nó sẽ trình diễn? PUBG. Em đoán quá chuẩn luôn. Đoán chuẩn không? Nếu mà có Xbox Show tại Việt Nam thì game đầu tiên mà nó show trình diễn thì chính là PUBG. Vì PUBG độc quyền Xbox. À mà đấy, cái anh nghĩ là trong Yakuza có thằng cảnh sát ông Makoto Date. Anh nghĩ ông này em xuất hiện trong cái Project Z thì ông là cảnh sát mà. Vì em biết ông này rồi, ông ấy xuất hiện từ hồi phần 2. Phần 1 có rồi. Phần 1 có rồi. Phần 1 là anh chơi Kiyomi mà. À. Kiyomi là có mà, Kiyomi làm xuống á, xuống em có gì ăn? Xuống này là ăn quay nữa không hay đi ăn cũng quay. Ok rồi, bây giờ là chia tay với anh em rồi, tại vì là hôm nay là phải nói thật sự là đi buổi xuôi sâu hôm nay gọi là thành công cực kỳ tốt đẹp. Thế nói thật là có quá nhiều tính năng hay. Và đặc biệt là ngắm rất nhiều em loli trong tiêu chuẩn chọn vợ. Ok. Và bây giờ bọn mình đi tìm xe rồi. Xem rồi. Và một lần nữa cảm ơn anh em đã xem, nhớ like, subscribe và nhớ ủng hộ nhóm bọn mình nha. Ok, say bye bye đi anh Phương. Chào mọi người. Say bye bye đi em Suda. Ok, bye bye.